Bích Phượng xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Bích Phượng đang có mặt tại nhà hàng Diamond Seafood Bar Las Choba trên đường Westminster để tường trình đến cho quý vị một buổi tiệc gây quỹ của hội ROF, tức là Reaching Out Foundation. Và để tìm hiểu thêm chi tiết, Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi buổi phóng sự ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, năm 2023 là năm đánh dấu ROF được 31 năm. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn hàng chục ngàn ông nhân đã giúp đỡ ROF từ năm 1992 đến nay. Nhiều ông nhân đã qua đời, có những ông nhân vì sức khỏe không đến được ngày hôm nay, nhưng chúng tôi luôn nghĩ đến họ, tưởng nhớ đến họ, tri ân họ. Dù không đến được ngày hôm nay, nhưng chính họ là những người đã giúp ROF tạo được những bước đầu khó khăn và tạo được con đường từ bi chánh trực, một con đường từ thiện bất vụ lợi mà chúng ta tiếp tục bước tiến hàng năm cho đến nay. Chúng tôi rất cảm động khi thấy một số ân nhân hảo tâm đến từ các tỉnh quận xa phải lái xe hàng giờ trên freeway và hàng giờ trong năm trong đêm tối trở về trong đêm tối vì giờ dày đặc. Chúng tôi xin nghiêng mình cảm ơn lòng từ bi của quý vị. Chúng tôi cũng rất biết ơn các anh chị em nghệ sĩ đã hy sinh rất nhiều, hy sinh tài chính, hy sinh công sức để chúng ta hỗ trợ ROF giúp người Nhật tại Việt Nam. Chúng tôi rất xúc động và trân trọng cảm ơn tất cả quý anh nhân đã tin tưởng chúng tôi, giao phó cho chúng tôi trọng trách cũng cứu giúp người Nhật khắp nơi. Kính thưa quý vị, những người mà chúng ta cứu giúp đều chia sẻ lòng biết ơn của họ, mà tôi đại diện họ chính thức cảm ơn quý vị ngày hôm nay. Trong thời điểm hiện tại, xin quý vị hãy hết lòng giúp cho chương trình gây quỹ của ROF đến nay. Buổi tiệc fundraising, tức là gây quỹ để giúp cho những người bất hạnh. Và chúng tôi được biết năm nay là năm thứ 31. Đứng bên cạnh Bích Phượng là hai người sáng lập ra hội ROF, đó là anh Ngô Đăng Khải và chị Thanh Mỹ. Bích Phượng xin kính chào anh chị. Dạ, kính chào Bích Phượng và kính chào quý khán giả của đài truyền hình Việt Face TV. Dạ, Thanh Mỹ xin chào quý khán thính giả của đài Việt Face TV và chào em, lâu ngày chị mới gặp lại em. Em cũng vậy, nhưng mà gặp anh chị thì rất là vui. Trước hết thì có lẽ là quý khán giả muốn biết là hội ROF là như thế nào, xin mời anh. Thưa Bình Phượng, ROF đã thành lập năm 1992 để mà có cái phương tiện giúp những người ngặt nghèo, những người khó khăn ở trong bệnh viện để mà họ có cái dịp để mà họ thoát qua khỏi được cái ngặt. Cái policy của ROF là họ cho giúp người ngặt để qua khỏi cái ngặt nghèo của họ. 31 năm thì biết là chị Thanh Mỹ hoạt động rất là vất vả, thì ngày hôm nay chị có thể cho em biết những cái cảm nhận của chị như thế nào? Chị rất may mắn là những ân nhân rất là thương mến hội, tin tưởng hội và cũng thương cho những hoàn cảnh ngặt nghèo tại bệnh viện. Họ chỉ cần $300 là sống được, là cứu được họ sống. Thành cái niềm vui của chị đó nó quá là lớn, không có thể nào mà diễn tả được hết. Tại vì ân nhân đã tin tưởng chị 31 năm và cũng còn sẽ tiếp tục chị nữa. Và hôm nay em thấy là chị được 48 bàn
là chị nói thật với em, chị nói không nên lời nữa. Chị chỉ biết là chị cảm ơn tất cả những ân nhân xa gần đã ủng hộ cho chị, và cũng như 31 năm nay những người khách vẫn còn đến với chị và có hiện diện ngày hôm nay. Đó là một niềm hạnh phúc lớn lao cho cuộc đời của chị. Thưa anh, ngày hôm nay thì những tiết mục chắc là cũng sẽ như mọi năm, hay là có gì đặc biệt hơn? Cảm ơn Bích Phượng. Thì mỗi năm chúng tôi lại tổ chức là luôn luôn có 3 cái tiết mục. Cái tiết mục thứ nhất là mình xin tiền cho những người mà họ đến không được, họ đã cho mình số tiền. Có những người đến được họ cũng cho mình một số tiền. Ngoài ra đó mình có sổ số, chương trình sổ số. Và cái tiết mục đặc biệt nhất mà không có đâu có đó là tụi này đặt là Thanh Mỹ ôm mình bác. Đầu tiên để mà đi cái ôm người mình bác để mình xin tiền. Thì như vậy thôi, năm nào cũng có 3 cái tiết mục như vậy. Thì hy vọng rằng quý khách ở đây họ thích cái mục nào thì họ ủng hộ cái mục đấy. Thế chị, em biết AOF thì ngoài việc gây quỹ còn có những sinh hoạt rất là tích cực mỗi tuần. Cái hội của chị là đã đi vào những viện dưỡng lão, các em trong ban nhạc đã tình nguyện đi 22 năm nay và mỗi tuần đều đi sáng Chủ nhật 9:30 cho 11:30, và đồng thời có những cái chương trình gây quỹ hay là cho các chùa hay các nhà thờ, anh chị lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ. Và chị rất là vui là được cũng như là bác các cụ trong viện lão rất là mừng khi thấy ban nhạc của chị lại, hầu như họ quen hết với chị rồi, thành chị tới là họ mừng lắm, giúp cho các cụ được vui được 2 tiếng đồng hồ. Thưa chị, năm nay là năm thứ 31, thì anh chị nghĩ rằng mình sẽ hoạt động cho đến bao giờ? Chị nói thật với em, anh chị cũng già quá, anh thì cũng già quá, rồi chị cũng già, nhưng mà chị hứa với lòng là chị cố gắng hết sức mình, đến một ngày nào chị kiệt sức, anh Khải kiệt sức và ân nhân không còn đến với chị nữa thì ngày đó chị phải từ giã. Là trong giây phút này thì em mời anh chị có thể qua màn ảnh truyền hình cảm ơn tất cả những ân nhân đã giúp đỡ cho hội AOF trong vòng 31 năm qua. Mời Thanh Mỹ. Dạ thưa, hôm nay Thanh Mỹ rất may mắn có được đài Việt Face đến đây để mà cho chị một cuộc phỏng vấn nhỏ nhỏ, để cho chị được gửi tất cả những ân tình, những lời biết ơn của chị đến với tất cả quý ân nhân xa gần đã bảo trợ cho chị 31 năm và cũng như những quan khách đã đi từ ngày đầu hội thành lập mà đến hôm nay vẫn còn hiện diện là một sự là hạnh phúc vô cùng cho chị, và chị quá cảm động, chị không còn biết gì nói hơn. Chị cảm động anh cái tất cả những gì mà Thanh Mỹ nói là đầy đủ hết ráo rồi, thì tôi cũng không muốn lặp lại chi nữa. Anh để giờ phút này, thứ nhất là cảm ơn Bích Phượng chịu khó đến đây để giúp chúng tôi, để mà nhờ anh Nghĩa để mà chuyển được những cái lời cảm ơn của chúng tôi đến tất cả các khán giả của Vietfest TV. Cảm ơn ông giám đốc đài Vietfest TV, cảm ơn tất cả staff của Vietfest TV, cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa chị xin đại diện tất cả những hoàn cảnh ngặt nghèo tại trong bệnh viện và những em mồ côi khuyết tật là xin gửi đến lòng tri ân tận đáy lòng của họ cũng như của Thanh Mỹ gửi đến quý ân nhân xa gần, và những ân tình mà quý ân nhân đã dành cho Thanh Mỹ trong suốt 30 năm qua, Thanh Mỹ xin ghi nhớ mãi trong suốt cuộc đời còn lại của Thanh Mỹ. Em thành thật thương chúc anh chị lúc nào cũng được khỏe mạnh để có sức khỏe tiếp tục giúp cho hội gần mỗi một ngày thì có đông những người tiếp tay với mình để mình giúp cho những người bất hạnh. Và Vietfest TV thì lúc nào cũng support những chương trình như thế này. Mong rằng anh chị sẽ được thành công trong buổi tiệc ngày hôm nay. Chị xin nói một câu là chị cũng thành thật cảm ơn những quý ca sĩ đã dành cho chị trọn thời giờ quý báu đến đây để giúp cho hội không lấy phù lao mà đã là mấy chục năm qua. Cái đó là một cái ân tình họ cho chị rất nhiều. Dạ. Những chị đứng phía sau là những thành viên đó hả chị? Thành viên mà đã đóng góp với chị trong suốt bao nhiêu năm qua, mà lúc nào cũng tận tâm lắm, lo cho hội rất là chu đáo, và cũng đã đến vào những viện dưỡng lão để giúp cho các cụ trong viện dưỡng lão. Phạm Đăng Khải, phu quân của chị và cũng là thư ký và của hội, đó là anh Khải, người số 1.
Và người số 2 là anh Đinh Bình Đinh, là anh đã lo âm thanh rất nhiều cho hội, anh là kỹ sư về âm thanh. Và những cái tiệc tùng gì cũng có anh phụ giúp. Người thứ 3 là một người quan trọng là đã giúp cho hội nhà già 20 năm nay và tuần nào cũng có mặt. Cũng như là Hoàng Thu đã là MC trong những viện dưỡng lão. Đó. Và cái người tiếp tục là Kim Yến, cũng là một người rất có công đã đờn mặc bộ đồ trắng. Người thứ mấy? Từ thứ 5. Và người thứ 6 là Nga, Thúy Nga, mà chị đã nói với em là ngày chị bắt đầu có cái tên hội là đã có cô đó khắng khích với chị rồi. Đó là Thúy Nga và Sơn Lê. Sơn Lê đâu rồi? Sơn Lê. Số 6. Và số 7 là Cathy, cái người mà lúc nào cũng làm bánh những lúc bữa tiệc hội có là có tiệm bánh, là hết lòng với hội. Và Ngọc Lan là một người thủ quỹ đắc lực. Bao nhiêu cái đêm gây quỹ đều có mặt cổ, không có cổ là không có tiền. Là người thứ ta, người thứ 7. Người thứ 8 là Kim Khánh, một người đẹp của hội, đã hết lòng với hội từ ngày hội mấy năm nay rồi. Người thứ 9 là Linh Nga, cô đã đi với hội chị là 29 năm rồi. Đó, là người áo đỏ. Người áo xanh, xanh con két, là người đẹp, cũng đi với hội rất là lâu, cũng hết lòng ủng hộ, mua bàn với hội. Và cô Thanh Vân này là một người đẹp, đã đi với hội vào những nhà già với chị từ ngày đầu. Dạ. Rồi người áo tím, o người Huế đó, là lúc nào cũng đi pick up bông cho hội để tặng cho quý em ca sĩ. Dạ, cái người thứ lớp trong đó, cái người mão xanh đó là giáo sư trường học mà cũng bỏ thì giờ cũng đến giúp với chị những vị dưỡng lão đó. Và cái chị kế bên là áo xanh nước biển, là cho chị mượn cái hội quán của anh để làm những buổi tiệc tập dượt rồi cho hội. Rồi người kế bên là cô Hồng Hạnh, cũng đi với hội một thời gian rất lâu nhưng mà đã vắng mặt, bây giờ trở lại. Cái cô áo tím, cái cô áo xanh đó là nha sĩ Kimberly, cũng mới vào hội gần được một năm nay. Cô Bảo Châu là người thủ quỹ, đi đòi tiền nợ, đi vàng. Mà ai thấy cổ là sợ lắm, tại vì cổ đòi tiền. Mà không có cổ là không ai lấy tiền hết. Cái người kế bên là một ca sĩ mà lúc nào cũng gắn bó với hội. Ca sĩ nhỏ tuổi nhất là Michelle Nguyệt. Và cái người mà chị thương nhất một á, Lê Dành, là người đã gắn bó với hội từ bao nhiêu năm qua, mà tiếng hát của em bao nhiêu người đòi hỏi phải có em, đó là ca sĩ Lê Dành. Và chị kế bên là ai? Chị không biết, xin lỗi, chắc người khách. Và đây là anh Sơn muốn có đôi lời nói về nha. Mời anh Sơn lại đây. Anh này là chồng của chị Thúy Nga, đã đi với chị 30 năm. Sơn, mời Sơn lại đây. Chào quý vị, tôi là Sơn Lê, là một thành viên trong nhóm của Reaching Out Foundation. Tôi đã sinh hoạt với nhóm khoảng từ 29 tới 30 năm và nhận thức được rằng là công việc làm của anh chị chủ tịch, đó là anh chị Khải và Thanh Mỹ, là một công việc làm rất đứng đắn, và chúng tôi đã tiếp tục làm việc chung với anh chị trong những năm qua. Chúng tôi chỉ muốn mang những cái niềm vui nho nhỏ đến cho những người bất hạnh ở Việt Nam hoặc là những người cần sự giúp đỡ, và chúng tôi tiếp tục làm cho đến khi mà chúng tôi có thể không thể làm được nữa. Ngoài ra thì hy vọng là hội sẽ tiếp tục theo cái đường hướng của anh chị Thanh Mỹ và anh Khải, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm những công việc như vậy. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và đó là một vài hình ảnh mà Bích Phương ghi nhận ngày hôm nay tại nhà hàng Diamond Seafood Palace số 3 trong buổi tiệc gây quỹ của hội ROF, tức là Reaching Out Foundation, của anh Ngô Đăng Khải và chị Thanh Mỹ sáng lập ra. Bích Phương nhận thấy rằng buổi tiệc rất thành công, tất cả mọi người rất là ủng hộ, vui vẻ để cùng tiếp tay giúp đỡ cho những người bất hạnh. Bích Phương tường trình từ thành phố Westminster. We'll be right back.